1. Định nghĩa chuyên nghiệp. Để hiểu được chuyên nghiệp là gì, xin mời anh chị hãy đưa ra câu trả lời cho hai câu hỏi sau đây. 1. Theo anh chị, kỹ năng làm việc gồm những kỹ năng nào? 2. Chuyên nghiệp được hiểu như thế nào? Bây giờ sẽ là đáp án cho hai câu hỏi trên. Anh chị hãy theo dõi để xem mình đúng được bao nhiêu phần trăm nhé. Câu 1. Theo báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì đây là 10 kỹ năng cần thiết trong công việc từ năm 2015 đến năm 2020. Chúng ta cùng tìm hiểu đó là những kỹ năng gì nhé. 1. Complex problem solving. Giải quyết những vấn đề mang tính chất phức tạp, liên phòng ban, đa chức năng. 2. Critical thinking. Tư duy phản biện, luôn tìm cách cải tiến liên tục trong công việc. 3. Creativity. Tính sáng tạo, luôn tìm ra cái mới để giải quyết công việc. 4. People management. Quản lý con người. Ở đây được hiểu ở nghĩa rộng hơn là tất cả những người sẽ tiếp xúc trong công việc gồm đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cổ đông và nhân viên cấp trên. Đến đây, nhiều người sẽ tự hỏi có nhầm không khi mình có thể quản lý sếp của mình. Không nhầm đâu, vì đơn giản không ai được chọn sếp cho mình. Do đó, khi về cùng một đội, nhóm, phải tìm cách làm việc hiệu quả nhất với cấp trên của mình. 5. Coordinating with others. Phối hợp với những người khác được hiểu là hệ thống máy móc, phần mềm quản lý, dây chuyền sản xuất, cánh tay robot đang được đưa vào ngày càng nhiều trong công việc. 6. Emotional intelligence. Trí tuệ cảm xúc, khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân. 7. Judgment and decision making. Kỹ năng đánh giá tình huống và ra quyết định. 8. Service orientation. Tư duy phục vụ. Mỗi nhân viên đều phải có khả năng phục vụ khách hàng bên ngoài và khách hàng bên trong là đồng nghiệp. 9. Negotiation. Khả năng thương lượng đàm phán. 10. Cognitive flexibility. Khả năng tự học ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào. Năm 2015, có hai kỹ năng đã được thay thế, đó là quality control, đảm bảo và kiểm soát chất lượng công việc, sản phẩm dịch vụ, và active listening, kỹ năng lắng nghe. Thông qua việc lắng nghe sẽ hiểu được vấn đề, thông điệp người nói muốn truyền tải. Câu 2. Có rất nhiều định nghĩa và cách hiểu về chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong chương trình này sẽ chọn mô hình chuyên nghiệp 8C được áp dụng rộng rãi trong các công ty đa quốc gia, công ty lớn trên toàn cầu để nhân viên hướng đến. 1. Communication. Giao tiếp chuyên nghiệp được hiểu là cái chúng ta nói ra người khác có thể hiểu được hết ý, tránh nói lòng vòng, lan man và không ai có thể hiểu được mình muốn gì. 2. Compliance. Tuân thủ trong công việc. Trong bất cứ công việc nào sẽ được đo lường bằng thời gian hoàn tất và chất lượng của kết quả công việc. Nếu làm sớm hơn thời hạn và chất lượng cao hơn mong đợi, đó thật sự là chuyên nghiệp. 3. Character. Tính cách cá nhân trong môi trường công việc nên có sự cân bằng giữa tính hiệu quả và sự thoải mái dễ chịu để đồng nghiệp nào cũng muốn có cơ hội làm việc cộng tác cùng với mình. 4. Comfort. Mối quan hệ bền vững giữa cá nhân đồng nghiệp, khách hàng, cho dù không còn làm chung công ty hoặc không còn là khách hàng nữa thì vẫn giữ được mối quan hệ. 5. Conduct. Cách cư xử, đạo đức trong công việc luôn cân bằng giữa yếu tố đạo đức và những thứ khôn lõi nhằm qua mặt cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. 6. Commitment. Cam kết trong công việc, cân bằng giữa cái chung và riêng, giữa lợi ích cá nhân và sự phát triển của tổ chức. 7. Completion. Khả năng hoàn thành công việc, cho dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn đều cố gắng hoàn tất công việc đã được giao. 8. Cognizance. Khả năng tự học và phát triển bản thân, đi từ sự chân thành muốn học hỏi cái mới đến việc chăm chỉ trau dồi, sau đó sẽ có được kỹ năng cứng và mềm. Và cuối cùng là ứng dụng liên tục trong công việc, sẽ giỏi và có kinh nghiệm. Tóm lại, người được gọi là chuyên nghiệp sẽ có những đặc điểm sau: làm việc có kế hoạch, lịch làm việc, báo cáo theo dõi tiến độ, sắp xếp thời gian khoa học cho mọi công việc, tinh thần trách nhiệm,
đơn giản ở hành động xin lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Chuyên tâm đối với công việc, tập trung tối đa thời gian, công sức, trí tuệ cho việc mình đang làm. Không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn, học tập và phát triển bản thân ở bất kỳ hoàn cảnh, thời gian và không gian. Độc lập, tự chủ và có tinh thần hợp tác trong công việc, ý thức kỷ luật nghiêm khắc với bản thân trước, từ đó sẽ nâng cao tính kỷ luật tập thể, đội nhóm, tổ chức. Tác phong công nghiệp, thể hiện qua sự đúng giờ và tính hiệu quả trong công việc. Biết cách giao tiếp và ứng xử, trang phục phù hợp. Một con số thống kê rằng 85% thành công của một người đến từ việc có sự chuẩn bị tốt kỹ năng mềm và kỹ năng tương tác giữa người với người. Chỉ 15% đến từ kỹ năng chuyên môn và kiến thức chuyên ngành, còn được gọi là kỹ năng cứng. Và một điều sai lầm lớn nhất là nhiều người cho rằng chỉ cần giỏi chuyên môn là được, trong khi các kỹ năng hỗ trợ cho công việc lại xem nhẹ. Ví dụ, kỹ năng giao tiếp kinh doanh, kỹ năng giao tiếp làm việc, kỹ năng trình bày, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý đội nhóm,